Xin chào quý khách. Các bạn thấy không? Đây là con chuột năm lạng. Đây, các bạn thấy chưa? Con chuột này nó tiến vào nó bắt gà. Bắt thỏ. Nó rất là to. Đây. Bắt cắn. To khủng khiếp. Bây giờ là mình lấy độc trị độc. Là mình sẽ đưa con chuột này vào cho nó con lớn nó ăn. Con lớn nó ăn. Con heo, gọi là con heo nó ăn. Để làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho nó. Chứ còn các bạn có biết không? Các bạn có nói lớn không ăn chuột. Nhưng mà bây giờ là mình thí nghiệm mà. Đây là lớn ăn chuột, đây. Đây là chuồng heo. Đây. Đây, đây, đây là con heo. Con heo nhà mình đây các bạn này. Đây, đôi lỗ cho nó ăn nè. À. Góc này, đây. Đây, bây giờ mình thả vào đây các bạn. Đó. Con heo mình ăn khoảng 3 bốn con chuột khi đó rồi. Đó là khỏi chỗ rồi. Ô, nó sẽ luôn các bạn ơi. Ô, anh này, gà bị sẽ đen. Nó sẽ sạc luôn. Đấy, hôm nay con heo này được một bữa ăn thật là thịnh soạn. Đấy. Bón cõi hoặc con heo cũng có không tính chỉ nó con heo mình ăn hai con chuột đó thì nó là cũng có chọ bón thì ba bón công ký phụ to cõi em bảo to cõi nên nó sẽ ra từng mảnh nhỏ đây từ dạ rum đấy đấy. Ở dưới tòa và cùng thêm cả đuôi chuột và chuột em bảo nhiên con heo ăn ăn chết dễ chết dễ con heo chết đói đêm mưa nó chưa ăn à thêm đôi cục chuột à biết cái đám chó bó chào có đoạn là gió cũng có cục xíu thảm đá chó thêm sớm là đủ chó heo nãy chết đây là heo mông cải đấy các bạn heo mông cải mẹ mông cải rất là đẹp và dễ thương đặc biệt là mẹ có khả năng là tiêu thụ tất cả những cái loài động vật mà gây hại cho rất nhiều trang trại. Đây là một trong những là cách khép kín. Nhiều con lớn cũng ăn con dặn nữa. Đấy thôi,